Nhận định bóng đá Tottenham với Chelsea. 3 giờ, ngày 5 tháng 2, vòng 22 Ngoại hạng Anh. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tottenham đang có được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 33 điểm. Hiện Tottenham đang kém đội đầu bảng là Man City 11 điểm nhưng họ thi đấu ít hơn 2 trận. Cơ hội vô địch Premier League năm nay của đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium là vẫn còn. Tuy nhiên trận đấu tới đây, Tottenham sẽ phải đối mặt với một đội bóng khó chơi là Chelsea. Chelsea mùa giải năm nay lại thi đấu chưa tốt khi qua 20 vòng đấu mới giành được 30 điểm và tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Hàng công của Chelsea đã ghi được 33 bàn thắng trong khi hàng thủ để thủng lưới 23 bàn. Soi kèo châu Á Tottenham với Chelsea, được chơi trên sân nhà để tiếp đón Chelsea tại vòng đấu tiếp theo của Premier League, nhưng nên nhớ rằng nếu đánh giá một cách công bằng thì Tottenham Hotspur cũng không quá vượt trội về phong độ so với đội khách. Vì thế họ vẫn cần đề cao sự thận trọng khi nhập cuộc ở trận này trước khi tính đến việc ghi bàn cũng như đem về một chiến thắng. Tuy nhiên, việc đã để thua tại sân nhà ở 3 trên 5 trận đối đầu gần nhất với Chelsea cũng khiến cho các cổ động viên của đội chủ nhà không khỏi lo lắng. Hiệp 1, chọn Chelsea, Fulham, chọn Chelsea, nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo châu Á Fulham là 0. Tottenham là đội kèo trên và chấp Chelsea không bàn. Người chơi đặt cược cho Chelsea ăn tiền khi đội bóng giành chiến thắng. Tỷ lệ ăn kèo của Tottenham và Chelsea lần lượt là 1.17 và 1.34. Vì vậy người chơi khi nhận định Tottenham với Chelsea nên chọn đội khách. Nhận định kèo tài xỉu Tottenham với Chelsea. Thống kê cho thấy, 3 trên 4 trận gần nhất của Tottenham Hotspur và 2 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đều đã nổ tài. Bên cạnh đó, điều này cũng đã chứng minh niềm tin khá lớn của giới chuyên môn về một trận cầu tưng bừng bàn thắng vẫn đang có dấu hiệu giữ ổn định. Hiệp 1, chọn xỉu 1, Fulham, chọn tài 2.75. Nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo tài xỉu Fulham của trận đấu Tottenham với Chelsea là 2.75. Người chơi cược tài ăn tiền khi trận đấu có 3 bàn thắng được ghi trở lên. Người chơi đặt xỉu ăn tiền khi trận đấu có ít hơn 3 bàn thắng. Tỷ lệ ăn tiền của cửa tài và cửa xỉu lần lượt là 1.19 và 1.39. Khả năng trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Do đó, người chơi khi soi kèo ngoại hạng Anh, soi kèo Tottenham với Chelsea hãy dự đoán Tottenham sẽ giành chiến thắng trước đội chủ nhà. Dự đoán tỷ số Tottenham 1-2 Chelsea.